Đuôi, ta đuôi, đáng, ta Hiện nay Cộng sản Việt Nam đang gia tăng đàn áp những nhà đấu tranh dân chủ, nhân quyền và tự do tôn giáo Đồng thời chuẩn bị áp dụng lực tôn giáo tín ngưỡng vào đầu năm 2018 Chắc chắn các tôn giáo sẽ gặp muôn vàng khó khăn Mời quý thính giả theo dõi quan điểm của lực lượng cứu quốc trước âm mưu đàn áp tôn giáo của Cộng sản Việt Nam sẽ được Hải Nguyên trình bày sau đây để kết thúc chương trình phát thanh tối hôm nay. Thưa quý thính giả, Bộ luật về tôn giáo, tín ngưỡng Việt Nam do Quốc hội bù nhìn đảng cử dân bầu của Cộng sản Việt Nam thông qua ngày 18 tháng 11 năm 2016 sẽ có hiệu lực vào ngày 1 tháng riêng năm 2018 đến ngày ấy điều gì sẽ xảy ra nếu các tôn giáo không chấp hành đầy đủ những gì trong luật đã viết ra để trả lời cho câu hỏi này chúng tôi có những nhận định dựa trên các sự kiện cụ thể đang diễn ra tại việt nam để chứng minh rằng đây là một bộ luật phản dân chủ đi ngược lại xu thế tiến bộ của thế giới nếu xét theo tinh thần thượng tôn pháp luật ở một quốc gia có nền dân chủ pháp trị thật sự thì việc đón nhận bộ luật mới là một ngày vui vì luật làm ra là để bảo vệ các quyền lợi của con người được sống trong một xã hội hài hòa trật tự và để ngăn chặn những vi phạm làm thiệt hại hay lấy đi quyền được sống tự do để thực hiện niềm tin tôn giáo của mình nhưng dưới chế độ độc tài cộng sản thì mục đích của luật là để ràng buộc, áp chế, trừng phạt và hướng hoạt động tôn giáo và việc phục vụ cho lợi ích của đảng. Đúng hơn là biến tôn giáo thành công cụ của đảng. Khi đã thừa nhận tôn giáo, tín ngưỡng là quyền, thì luật được làm ra để cổ võ, giúp đỡ các tôn giáo phát huy quyền ấy một cách hoàn hảo. Ngược lại, Cộng sản Việt Nam đã tự cho mình cái quyền làm chủ đất nước, ngồi trên đầu dân tộc. Luật tôn giáo tín ngưỡng Việt chỉ là một bản kiến nghị xin cho, nhưng ban phát hay không lại là quyền của họ. Nói đến cơ chế xin cho này, ta hãy nghe nhận định của Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày 1 tháng 6 năm 2017. Chúng tôi xin trích, cơ chế này cho thấy tự do tín ngưỡng tôn giáo không thật sự được coi là quyền của con người, nhưng chỉ là ân huệ cần phải xin và được ban phát. Chính cơ chế đó là hợp pháp hóa sự can thiệp của chính quyền vào những sinh hoạt nội bộ và kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động tôn giáo. Cụ thể như điều 22 xác định, muốn được công nhận như một tổ chức tôn giáo thì phải nộp bản hiến chương của giáo hội và nhà cầm quyền tự ý sửa đổi hiến chương theo ý muốn của họ. Để thấy rõ hơn, hãy xem điều 23 nói về hiến chương như sau. Hiến chương của tổ chức tôn giáo có những nội dung cơ bản sau đây. Một, tên của tổ chức. Hai, tôn chỉ mục đích nguyên tắc hoạt động. Ba, địa bàn hoạt động, trụ sở chính. Bốn, tài chính tài sản. 5. Người đại diện theo pháp luật, mẫu con dấu. 6. Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 7. Nhiệm vụ quyền hạn của ban lãnh đạo tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc. 8. Điều kiện, tiêu chuẩn, thẩm quyền cách chức phong phẩm bổ nhiệm bầu cử suy cử thuyên chuyển cách chức bãi nhiệm chức sắc chức việc nhà tu hành chín điều kiện thẩm quyền cách thức giải thể tổ chức tôn giáo thành lập chia tách sát nhập hợp nhất giải thể tổ chức tôn giáo trực thuộc mười việc tổ chức hội nghị đại hội thể thức thông qua quyết định sửa đổi bổ sung hiến chương nguyên tắc phương thức giải quyết tranh chấp nội bộ của tổ chức 11 quan hệ giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức tôn giáo trực thuộc giữa tổ chức tôn giáo với tổ chức cá nhân khác có liên quan như thế các tôn giáo muốn hoạt động thì phải đi qua bao nhiêu cửa ải khó khăn như luật đòi buộc chưa hết để ngăn ngừa và răn đe các tôn giáo ngày hai mươi tháng bảy năm hai nghìn bảy vừa qua nhà nước lại đưa ra một bản dự thảo gọi là để lấy ý kiến tín đồ dự thảo có tên là nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tôn giáo tín ngưỡng dĩ nhiên ai cũng biết rằng lấy ý kiến chỉ là cách lừa bịp mà Cộng sản đã từng làm hàng trăm lần trong mấy chục năm qua. Cuối cùng thì nghị định sẽ trở thành công cụ pháp lý có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm 2018 để nhà nước dựa vào đó mà hạch sách làm khó các tôn giáo và cá nhân. Nếu ai đã đọc bản dự thảo nghị định với 4 chương 37 điều này sẽ nhận ra nội dung chứa đựng vô số những từ ngữ tiêu cực đầy tính đe dọa khủng bố như buộc chấm dứt, đăng ký, xin phép, đình chỉ hoạt động, quy định phạt cảnh cáo, phạt tiền, tịch thu tăng vật, vi phạm, xử phạt. Nghị định cũng đưa ra hình phạt tiền lên đến 30 triệu đồng đối với cá nhân và 60 triệu đồng đối với tổ chức. Nhìn lại 63 năm trên đất Bắc và 42 năm trên toàn cõi Việt Nam, Đảng Cộng sản với chủ trương vô thần, con người chết là hết, phủ nhận đời sống tâm linh nên cứ làm những điều tàn ác mà không sợ bị trừng phạt. Cộng sản xuyên tạc và phủ nhận những giá trị luân lý, đạo đức cho các tôn giáo đóng góp vào việc xây dựng con người và xã hội phủ nhận những thành quả về giáo dục y tế xã hội do các tôn giáo đem đến cho con người cướp đoạt hết các phương tiện hoạt động của các tôn giáo tóm lại cộng sản coi tôn giáo là kẻ thù cần phải tiêu diệt nên đã tiến hành những thủ đoạn thâm độc tàn ác khi chưa loại bỏ được thì biến các tôn giáo thành công cụ phục vụ cho quyền lợi của đảng vì vậy đã đến lúc các tôn giáo ở Việt Nam cần phải bày tỏ thái độ phản kháng quyết liệt, không để cho cộng sản Việt Nam áp đặt những luật lệ nghị định phi nhân tính, phản dân chủ, phản tiến bộ lên đầu các tôn giáo như ý đồ đen tối của cộng sản. Xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi bài quan điểm của chúng tôi. Sau đây, mời quý vị nghe loạt bài Dùng tôn giáo diệt tôn giáo Thích Nhật Từ đã xuyên tạc công giáo như thế nào? Hồ sơ về chân dung của kẻ mượn áo Phật để hại người Kỳ 3 Của tác giả Ngô Phương Trạch Ông Thích Nhật Từ không chỉ tấn công, xuyên tạc công giáo một lần Thậm chí, ông ta là người mở ra phong trào Phật tử không ăn lễ Giáng sinh Nhưng thất bại hoàn toàn Bài viết dưới đây là một phản biện đầy thuyết phục về việc ông Thích Nhật Từ lợi dụng việc thuyết pháp để xuyên tạc giới công giáo. Do lời lẽ rất thẳng thắn nên tác giả bài viết đã ghi chú là bài này chỉ phản biện bài thuyết giảng của Đại Đức Thích Nhật Từ nhằm dạch mặt sự xuyên tạc, du cáo trắng trợn của kẻ nấp áo cà sa của sư quốc doanh đối với Kitô tô giáo, không hề có ý xúc phạm đến Phật giáo hay các tôn giáo khác. Tháng 4, 2020, Đại Đức Thích Nhật Từ, tên khai sinh là Trần Ngọc Thảo, trụ trì chùa Giác Ngộ tại Thành Hồ, đang đàn thuyết giảng về đề tài cảnh báo về hiện tượng đổi đạo các Phật tử qua việc chăm sóc bệnh nhân và kinh nghiệm cận tử. Đây không phải là lần đầu tiên Thích Nhật Từ lợi dụng các bài thuyết giảng tại chùa Giác Ngộ và một số chùa khác để xuyên tạc một cách trắng trợn, du khống và bán bổ giáo lý Khiêu Giáo. Nhưng lần thuyết giảng này thì trầm trọng hơn nhiều. Ông ta trắng trợn xuyên tạc và thêm thắt nhiều nội dung không có trong giáo lý kỳ tô giáo. Lẽ ra trước khi muốn phản biện một nội dung gì, một đề tài gì, thì người phản biện phải tìm hiểu thấu đáo cặn kẽ về những nội dung đó. Chúng ta không trách người ngoài kỳ tô giáo hiểu biết chưa đúng về kỳ tô giáo, nhưng những người như Thích Nhật Từ hiểu sai và rất mơ hồ về giáo lý kỳ tô giáo, vậy mà lại dám khua môi múa mép đứng ra phản biện, chẳng khác gì múa gậy giường quang. Chúng ta hãy lần theo bài thuyết giảng này để xem Thích Nhật Từ đã xuyên tạc bán bổ giáo lý kỳ tô giáo như thế nào. Mở đầu, Thích Nhật Từ dè dạc nói rằng đây là đề tài khá nhạy cảm, việc nêu đề tài này không phải là lên án các tôn giáo bạn. Nhưng nội dung thì hoàn toàn ngược lại. Ông ta khoe khoang đã thuyết giảng chủ đề Chiến lược cải đạo của Thiên Chúa Giáo và tin lành nhằm cảnh báo hơn 10 phương pháp mà các nhà thần học Kitô tô giáo gồm các vị linh mục, các ma sơ, đã làm rất tốt. Ngay việc Thích Nhật Từ dùng cụm từ Thiên Chúa Giáo và Tinh Lành đã chứng tỏ Thích Nhật Từ không hiểu biết gì về Kitô Tô Giáo hoặc có biết nhưng cố tình đánh bùng sang ao. Thiên Chúa Giáo là cụm từ của nhà nước Cộng sản Việt Nam dùng để ám chỉ những người theo công giáo vì họ không dám dùng từ công giáo. Chính các đức giám mục Việt Nam cũng đã nhiều lần góp ý với nhà nước rằng dùng cụm từ này là không chính xác. Chỉ có ba tôn giáo này được gọi là tôn giáo nhất thần đó là Kitô giáo, Do Thái giáo và Hồi giáo. Trong đó, Công giáo và Tinh lành là hai trong bốn hệ phái chính của Kitô giáo, gồm Công giáo, Tinh lành, Chính thống và Anh giáo. Theo giáo lý Kitô giáo, không có tôn giáo nào gọi là Thiên Chúa giáo cả. Thích Nhật Từ khoe rằng, từ năm 1991, ông ta được cái gọi là Quỹ ban đoàn kết Công giáo yêu nước Thành Hồ mời thuyết trình phản biện tác phẩm Thần học Kitô Tô giáo theo cung cách Á Châu, của một sư Tống Toàn Thịnh, người Đài Loan, nên biết rằng cái gọi là Quỹ ban Đoàn kết Công giáo yêu nước không phải là một tổ chức của Giáo hội Công giáo Việt Nam, mà đó là một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, là cánh tay nối dài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bản chất của cái gọi là Quỹ ban này không phải nhằm đoàn kết người Công giáo, mà hoàn toàn nhằm chống lại Công giáo. Như lời Đức Tổng giám mục Du Xe Ngô Quang Kiệt đã nói, đó là Công giáo nhãn hiệu. Do đó, việc Ủy ban Đoàn kết Công giáo yêu nước Thành Hồ mời Thích Nhật Từ phản biện tác phẩm Thần học Kitô giáo theo cung cách Á Châu của một sư Tống Toàn Thịnh nhằm mục đích gì là điều dễ hiểu. Tiếp theo, Thích Nhật Từ giải thích phúc âm Thánh Marco thì nói người tin lành gọi là Gia Cơ. Phúc âm Thánh Luca thì Thích Nhật Từ nói rằng người công giáo gọi là John, người tin lành gọi là Chang Sai hoàn toàn. Thật buồn cười cho một vị tiến sĩ Phật học ngay cả tên gọi của các sách phúc âm của Kitô giáo cũng không biết, vậy mà cũng mở miệng ẩm ự thuyết giảng và phản biện. Ông ta giảng tiếp, Hoa Kỳ là nước công nghiệp phát triển, tiến bộ về khoa học kỹ thuật nhất thế giới, nhưng ít nhất 80% người Mỹ là mê tín. Đúng là ít ngồi đái giếng. Một bài viết trên báo Nhà nước Cộng sản Việt Nam năm 2016 nói, các nước phương Tây có nhiều người đoạt giải Nobel nhất, trong đó Hoa Kỳ dẫn đầu với tổng cộng 336 người đoạt giải, trong tất cả các lĩnh vực, Hoa Kỳ đều xếp thứ hạng cao, nhất là lĩnh vực vật lý, vì Hoa Kỳ sở hữu nhiều bộ não thông minh nhất thế giới. Phải chăng cái mê tín mà Thích Nhật Từ muốn nói là vì Hoa Kỳ sở hữu nhiều bộ não thông minh nhất thế giới? Theo Thích Nhật Từ, thời đế quốc Roma, đạo công giáo được truyền đi khắp thế giới thông qua dấu dài xâm lược của đế quốc La Mã trên toàn cầu. Hoàn toàn xuyên tạc lịch sử, Đế quốc Roma được bắt đầu từ sự lên ngôi của Caesar Augustus là vị hoàng đế đầu tiên, trị vì La Mã từ năm 27 trước công nguyên và bị sụp đổ năm 1453 sau công nguyên. Thời kỳ cực thịnh nhất của đế quốc Roma là hai thế kỷ đầu tiên. Nó đạt tới đỉnh cao về lãnh thổ dưới triều đại Trajan từ năm 98 tới 117 sau công nguyên, bao gồm những vùng lãnh thổ rộng lớn nằm xung quanh địa Trung Hải tại Âu Châu, Bắc Phi và Tây Á cho tới giai đoạn khủng hoảng quân sự thế kỷ thứ ba. Sau khi Chúa Giêsu mất vào khoảng năm 33 sau công nguyên, các thánh tông đồ mới bắt đầu đi truyền giáo. Ban đầu là trong cộng đồng người Do Thái, sau đó mới tỏa đi tới các vùng khác thuộc đế quốc Roma. Nhưng rồi cuộc bách hại người công giáo bắt đầu từ năm 64, khởi sự từ Roma và tràn ra khắp đế quốc. Các kỳ tô hữu lại bị bách hại rất ác liệt, kéo dài hai thế kỷ rưỡi. Thời kỳ đó, các kỳ tô hữu phải sống chui rút dưới các hang tọa đạo dưới lòng đất mà ngày nay vẫn còn. Đặc biệt, hoàng đế Nero, người giám đốc thành Roma để lấy cảm hứng làm thơ. Trước sự căm phẫn của nhân dân, ông đổ dạ cho người Kitô hữu, hành hạ rồi đem giết cho thỏa giận. Thánh Phaero và Phaolô tử đạo vào thời này, năm 67 sau Công nguyên. Cho tới năm 313, Constantinus đệ nhất đại đế ban bố chiếu chỉ Milan. Theo đó, đế quốc La Mã coi trọng quyền tự do tôn giáo. Từ đó, Kitô giáo được chấm dứt thời kỳ bị đàn áp. Vậy mà Thích Nhật Từ dám xuyên tạc rằng, thời đế quốc Roma, đạo công giáo được truyền đi khắp thế giới thông qua dấu dài xâm lược của đế quốc La Mã trên toàn cầu. Thích Nhật Từ nói tiếp, phép ứng chứng lễ sức dầu, luôn quyền năng từ đấng toàn năng có thể xuyên qua thân thể của người ban phước cho tới thân thể của người bệnh, và người bệnh được khỏi bệnh, rằng anh em sẽ được hết bệnh, sống khỏe mạnh và thậm chí khỏi hẳn. Đây là sự xuyên tạc hết sức trắng trợn và hàm hồ. Giáo luật giải thích, Biết tích sức dầu bệnh nhân ban cho ta những ơn này. Một là thêm ơn tin tưởng phó thác cho Chúa. Hai là kết hợp với cuộc khổ nạn của Chúa để xin ơn cứu độ. Ba là cả hội thánh cùng hiệp thông cầu nguyện cho bệnh nhân. Bốn là chuẩn bị cho cuộc ra đi cuối cùng được tốt đẹp. Hoàn toàn không có chuyện người bệnh được sức giàu thì khỏi bệnh. Thích Nhật Từ nói tiếp. Đến thời điểm này, trong số những người bị nhiễm và bị chết, Hoa Kỳ đứng đầu số người chết vì COVID-19 mà người theo đạo tin lành chiếm đa số. Ý quốc đứng thứ nhì rồi tới Tây Ban Nha. Tại Roma có tối thiểu 50 linh mục chết vì Covid trong khi đang nỗ lực sức dầu cho bệnh nhân hết bệnh. Nếu điều đó là thật thì 50 vị linh mục này không phải chết vì nghi thức đó làm cho bệnh nhân được sống và rất nhiều ma sơ bị nhiễm. Ở đây thích nhật từ có ý mỉa mai rằng những quốc gia theo Kitô giáo lại là những quốc gia có số người chết vì Covid-19 nhiều nhất. Xuyên tạc trắng trợn tới vậy là cùng. Giáo lý công giáo không hề xác quyết rằng bí tích sức dầu làm cho bệnh nhân khỏi bệnh, nhưng Thích Nhật Từ đã tự bịa đặt ra và mỉa may. Nếu điều đó là thật thì 50 vị linh mục này không phải chết vì nghi thức đó làm cho bệnh nhân được sống. Đây là hành vi ngậm máu phun người, gấp lửa bỏ tai người. Dịch bệnh COVID-19 xuất phát từ Trung Cộng và nay lan tràn ra khắp thế giới, làm cho hàng chục ngàn người chết vì dịch bệnh này, là nỗi đau của những người có lương tri thì Thích Nhật Từ với giọng hả hê, coi đó như một sự đắc thắng, như một sự trả thù với tôn giáo mà ông ta vô cùng căm thù. Cười cợt và nhạo báng trên nỗi đau của kẻ khác, liệu có phải là cái tâm từ bi mà Đức Phật đã dạy, mà nay Thích Nhật Từ, một giáo sĩ Phật giáo đang thực hành hay không? Câu hỏi đặt ra là, tại sao Thích Nhật Từ lại hốt quảng, kêu gào và du khống kỳ tô giáo vào lúc này như vậy? Có hai sự kiện vừa xảy ra, mà một trong hai sự kiện đó đã được Thích Nhật Từ nói tới. Một là nữ diễn viên Mai Phương vừa qua đời vào tối 28 tháng 3 ở tuổi 35 vì ung thư phổi, mà theo Thích Nhật Từ, diễn viên Mai Phương là một Phật tử thường hay đi chùa. Vào những ngày cuối đời, nữ diễn viên này đã bỏ Phật giáo và theo tin lành. Hai là ông Nguyễn Phúc Liên Thành, nguyên chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia tỉnh Thừa Thiên Huế, là người sinh ra và lớn lên trong gia đình hoàng tộc ở Huế, có truyền thống nhiều đời theo Phật giáo. Nhưng vừa qua, ông nguyễn phúc liên thành lại tuyên bố từ bỏ phật giáo và gia nhập đạo công giáo ông liên thành nhận định giờ đây phật giáo việt nam trong nước và hải ngoại đang ở trong giai đoạn cuối của pháp nạn giai đoạn tan rã hoàn toàn không còn đứng dậy nổi phật giáo đang trên đà quý diệt hoàn toàn có lẽ vì hai sự kiện trên cùng với lòng thù hận Kitô tô giáo tới tận xương tủy đã tích tụ lâu ngày đã làm cho thích nhật từ hoảng loạn choáng váng và phun ra những lời cay độc như vậy. Đạo Công giáo truyền vào Việt Nam từ năm 1533 khi các vị thừa sai Âu châu theo các thuyền buôn ngoại quốc vào truyền đạo, cho tới nay được gần 500 năm. Theo dòng lịch sử, giáo hội Việt Nam cũng trải qua nhiều biến cố, nhiều bước thăng trầm và qua nhiều cuộc bách hại. Đỉnh cao của các cuộc bách hại là từ những năm 1745 tới 1862 dưới sự cai trị phần lớn thời gian của các vua triều Nguyễn. Nhưng giáo hội công giáo Việt Nam chẳng những không bị tiêu diệt mà ngược lại vẫn tồn tại và ngày càng phát triển mạnh mẽ. Trong thế giới văn minh, các chức sắc tôn giáo không bao giờ truyền giáo bằng cách du khống, xuyên tạc, mạ lị các tôn giáo khác, mà họ dùng tài thuyết giảng, tài hùng biện của mình để thuyết giảng về tôn giáo họ, để thu phục các tín đồ. Nhưng Thích Nhật Từ lại truyền giáo bằng cách xuyên tạc, du khống và mỉa mai các tôn giáo khác. Điều này chẳng khác gì bọn khủng bố IS đang hàng ngày tàn sát những người vô tội một cách man rợ mà chúng cho là khác đạo. Thế nhưng, những sự xuyên tạc du khống của Thích Nhật Từ và những kẻ khác nữa không thể làm cho giáo lý Kitô giáo vì thế mà bị lu mờ. Những hành động chống phá thô thiển và rẻ tiền đó chẳng khác gì nước chảy trên đá mà thôi.